thần chết bỗng nhiên biến thành bạn gái của Izzy. Hóa ra cô ta có thể biến thành bất cứ ai. Và cuối phần trước, IG đã bắn thần chết sau đó lại lấy súng bắn vào đầu mình để được tái sinh lần nữa, nhưng súng lại hết đạn. Hơn nữa, anh ta không ngờ rằng thần chết còn sống và cười nhạo anh là tên là ngu ngốc bởi vì thần chết không thể bị giết. IG cho rằng thần chết đã giết Jisoo vô tội nhưng nhưng thần chết nói rằng mình không phải là thần mà chỉ là một dạng. Từ thần biến hình giao tiếp với con người và cái chết của chính Jisoo cũng đã được đinh sẵn ra sẽ chết vào ngày đó ngay sau đó thần chết đã khống chế viên đạn và bắn chết iz đến lúc iz mở mắt ra lần nữa thì phát hiện mình đã sống lại trong cơ thể một họa sĩ khi anh bước vào phòng liền hoàn toàn chết lặng xung quanh là những bức chân dung đẫm máu và khủng khiếp lúc này tinh thể trí nhớ lại từ từ xuất hiện hóa ra cơ thể ở kiếp này anh là một kẻ biến thái giết người hàng loạt và có năng khiếu hội họa tên là jong Giu cheon từ khi còn là một đứa trẻ thì rất có năng khiếu hội họa nhưng thế giới không công nhận anh có một hôm Giu cheon bất ngờ gặp phải một cô gái nhảy từ một tòa nhà xuống cảnh thi thể đầy máu của người quá cố thực sự đã kích thích nguồn cảm hứng của anh sau đó anh ta đã vẽ ra cảnh tượng ngày hôm đó nhưng không ngờ rằng bức tranh này lại được thế giới công nhận và bán với giá cao ngất ngưởng. Từ đó trở đi Giu Cheon bị ám ảnh bởi loại hình nghệ thuật hội họa này, sau đó vào nửa đêm anh ta thường đi kiếm con mồi. Sau khi bị bắt, Giu Cheon đã chặt xác nạn nhân một cách dã man. Chỉ trong một tháng mà anh ta đã giết 15 người để hoàn thành những gì hắn nói là tác phẩm nghệ thuật. Mỗi kiệt tác thì Giu Cheon sẽ trói con mồi vào bàn và dùng nó để khiến nạn nhân trải qua cú sốc của cưa máy trước khi chết. Vết máu từ hung khí đã trở thành những chất màu tự nhiên tốt nhất cho tranh vẽ điều đáng nói hơn nữa là những bức tranh vẽ về người chết này thực sự đã giành được những giải thưởng hàng đầu của nước ngoài được những người sành nghệ thuật nhất trí khen ngợi tuy nhiên sau khi ij đọc được tất cả những ký ức này thì anh đã đi thẳng vào nhà vệ sinh và nôn mửa suốt nửa giờ khi nhìn thấy con búp bê trên bồn rửa Xiao Kui lập tức nhớ tới kiếp trước tên giám đốc bắc tê u đó đã giết chết mình và jisu vì vậy anh quyết định kiếp này sử dụng cơ thể của tên ác quỷ này để tiêu diệt một con quỷ khác ij dự định dùng cách tàn nhẫn và vô nhân đạo nhất để làm điều đó ij nhanh chóng đến nơi mình và jisu chết trong một vụ tai nạn ô tô để xem khung cảnh lúc đó hiện lên trước mắt anh ngày hôm đó khi anh nói ra tất cả mọi chuyện với bạn gái thì chiếc xe của Park Tae Woo bất ngờ lao tới đâm vào hai người. Sau khi gây tai nạn, Park Tae Woo đã yêu cầu thư ký nhận tôi thay mình. Hắn ta đã mua chuộc dụ dỗ tên thư ký khiến gã ta đồng ý gánh tội rồi ném máy ghi âm lái xe xuống cống. Mà tên thư ký này cũng không ngu ngốc, hắn ta lại đi tìm một kẻ khác chịu tội thay mình mà người đó không ai khác chính là cho Tae Sang. Đúng lúc này, EJ mở nắp cống ra, bên dưới là chiếc bút mẹ anh đã đưa cho Jisoo. Sau đó EJ lại đi đến công ty của Park Tae tuy nhiên quầy lễ tân từ chối tiết lộ tung tích của giám đốc, EJ không còn cách nào khác là phải rời đi trước. Lúc này, Park Tae Woo đang tham dự đám tang của em trai mình. Khi bác tu nhìn chân dung của em trai khiến anh ta nhớ lại tuổi thơ của mình, bác tu từ nhỏ đã bị tâm lý lệch lạc, thậm chí còn muốn bóp cổ con của người giúp việc mà cảnh đó đã bị chính em trai mình nhìn thấy. Khi hai anh em lớn lên, tu vẫn không quên chuyện đó. Không ngờ em trai lại nói rằng mình đã thấy và đã kể cho bố từ lâu rồi, đồng thời cũng kể chuyện anh trai mình dùng ma túy. tu đã tức giận chạy ra xe uống vài viên thuốc. Chẳng bao lâu sau, trạng thái tinh thần của anh ta trở nên bất thường. Sau đó anh ta lái xe hết cỡ và vô tình bị hai cảnh sát tuần tra nhìn thấy. Hai người họ lập tức đuổi theo và buộc anh ta phải dừng xe lại. Cảnh sát nói với anh rằng việc lái xe vượt quá tốc độ rất nguy hiểm khi nhìn thấy tu có vẻ bất thường tài xế lập tức kéo anh ta ra khỏi xe nhưng không ngờ người cảnh sát lớn tuổi hơn lại yêu cầu người cảnh sát trẻ đừng làm lớn chuyện viên cảnh sát còn trẻ không nghe mà vẫn muốn bắt người đã phạm luật tuy nhiên park tu đã bình tĩnh gọi điện cho cảnh sát trưởng viên cảnh sát trẻ không còn cách nào khác đành phải để park tu đi nhưng anh cảnh sát không ngờ park tu lại không rời đi mà con ở lại tát anh cho hà giận sau khi đánh cảnh sát xong hắn ta con ném một sấp tiền xuống rồi cảnh cáo họ một trận nữa mới chịu rời đi tuy nhiên park tu vừa trở về nhà đã nhìn thấy ij đang đứng ở cửa IJ bước lại gần rồi đạp lên mui xe thể thao của Park Tae-woo để lau đôi giày ra. Này, ở đây không có camera an ninh đâu. Anh nghĩ tôi không điều tra chuyện đó trước khi đến à? Park Tae-woo tức giận đấm IJ và kêu anh nhanh chóng biến đi nhưng hắn ta không ngờ. IJ lại đứng dậy không chút hoảng sợ mà nhổ nước bọt vào đầu Park Aeu. Sau đó IJ còn đánh cho Park Tae-woo một trận. Lần này Park Tae-woo thật sự tức điên lên lấy súng trên xe ra. IJ thấy tình hình không ổn lập tức quay người bỏ chạy nhưng vẫn bị bắn trúng ngã xuống đất. Park Tae-woo bước tới nhưng không ngờ mở mắt ra, hóa ra IJ đã mặc áo giáp chống đạn sau khi vật ngã Park Tê U, anh nhanh chóng chạy vào chiếc xe rồi phóng xe như điên và đâm vào Park Tê U. Mày là ai? IJ không trả lời mà nói hắn ta hãy chờ đợi điều bất ngờ tối nay. Sau đó anh đưa Park Tê U về nhà. khi Ig định xử lý Park Tê U thì không ngờ giây tiếp theo anh đã ngất xỉu. đến khi tỉnh dậy, anh phát hiện ra mình đã bị trói. Tao đã nghĩ mày nói nhảm. Tao không biết thật sự có sân chơi như thế này đấy. Mày nói đã giết 15 người ở đây sao? Mày đã kể cho tao nghe về tội ác của mày. vậy để tao kể chuyện của tao nhé. Tất không ngờ tên biến thái sát nhân lại gặp phải một tên biến thái khác. Bắc Tê U kể rằng lần đầu hắn giết người là hôm đó đang lái xe bị tai nạn. Tôi vô tình tông chết một người đàn ông qua đường và ngày hôm đó cũng là ngày EJ phỏng vấn gặp phải người đàn ông bị tông chết khiến anh phỏng vấn thất bại. Anh ta nhìn tao với ánh mắt khẩn khoản cầu xin. Khoảng khắc đó đến tận bây giờ tao vẫn chưa quên được. Hắn ta nói sau đó dù có đâm chết bao nhiêu người vẫn không thể tìm được cảm giác lần đầu tiên nhưng hôm nay khi gặp hắn ta gặp được một kẻ sát nhân như mình thì liền lập tức phấn khích. Tại sao mình không nghĩ đến cách đó? Mình cũng muốn thử, mình cũng muốn cảm nhận mày không thể nào thắng nổi tao đâu thắng và thua phụ thuộc vào chuyện mày còn sống hay đã chết thằng khốn nạn bắc T.U. bật máy cưa lên cắt vào người ij khiến anh đau đớn vùng vẫy la hét sau đó ij quay trở lại chỗ của thần chết thần chết bắt đầu cười nhạo anh nhưng cô không ngờ ij lại cười vui vẻ hơn thì ra là ij đã gài bẫy bắc T.U. khiến hắn giết mình mà ij cũng đã đặt camera giám sát xung quanh và quay lại quá trình giết người tôi sẽ cho cô thấy tôi sẽ chiến thắng trong trò chơi cô tạo ra khi nào anh mới nhận ra rằng cái chết không thể nào lên kế hoạch trước, EJ tiếp tục một cuộc đời mới, lần này anh trở thành một cảnh sát từng bị Bắc Tae U khinh thường. Viên cảnh sát này tên là An Ji Yong. Anh ta luôn mong muốn trở thành là một cảnh sát xuất sắc như bố nhưng vì lời hứa với mẹ sẽ bảo vệ bản thân trước tiên nên mỗi lần hành động anh ta đều co giò bỏ chạy trước. Đây cũng là lý do Park Tae U buông tha cho anh sau khi đánh đồng đội của Ji Yong. Lúc này EJ mới nhận ra bản thân chính là một tên cảnh sát hèn nhát và tất cả đồng nghiệp đều coi thường An Ji -hiyong. Đúng lúc EJ đang chán nản thì tình cờ phát hiện có người đang câm dao lao ra đường tấn công người khác mà tên cầm dao không ai khác chính là tên bạn tù đã từng đâm chết anh trước đây kim ji yong lâu rồi không gặp anh là ai cậu có vẻ thích chơi với dao nhỉ giờ cậu còn mang nó đi khoe khắp nơi nữa anh cũng muốn chết à nói chính xác hơn là tôi từng chết dưới tay cậu một lần ij hù dọa anh ta nhưng ji yong lại cảm thấy người trước mặt là một kẻ điên vì cho tê sang đã bị hắn ta giết chết từ lâu hắn vừa định dùng dao tấn công ij nhưng không ngờ lại bị ij nhanh chóng khống chế được và sau đó bị cảnh sát bắt đi Cảnh tượng này được người qua đường dùng điện thoại quay lại và đăng lên mạng, ngay lập tức IJ trở thành một cảnh sát anh hùng nổi tiếng trên mạng. Lúc này, các đồng nghiệp của anh cũng đang thắc mắc làm thế nào mà người cảnh sát vô dụng một thời bỗng trở thành anh hùng trong lòng tất cả người dân. Thậm chí là cấp trên của anh cũng bất ngờ đến choáng váng. Chẳng bao lâu sau IJ nhận được cuộc gọi của cảnh sát, đó là cuộc gọi mà báo án mà nhân chính là anh đã bị giết ở kiếp trước. Cùng lúc đó Park Tae-u vẫn đang tự do, hắn ta bỗng nhiên muốn tiếp tục giết người nên liền nhắm đến nữ thư ký. Park tu tìm cớ mời nữ thư ký ra ngoài ăn tối, mà phía bên kia IJ đã đến hiện trường, anh đi thẳng đến phòng giám sát kiểm tra camera. Sau khi sao chép video bằng chứng phạm tôi của Park Tae-woo thì khi đồng nghiệp cũng lao tới hiện trường, Xiao Kui đã yêu cầu bộ phận nhận dạng bật đèn huỳnh quang. Cảnh tượng máu chảy khắp phòng ngay lập tức khiến các cảnh sát giàu kinh nghiệm run rẩy, điều này đủ cho thấy IJ lúc đó đã bị chém một cách thật tàn nhẫn và vô nhân đạo. Mà IJ khi đang kiểm tra người qua lại trên đường thì tình cờ nhìn thấy Park Tae-woo, anh bắt xe hắn ta dừng lại kiểm tra. Tôi là cảnh sát Anji Hyeong, anh đã từng nghe câu này chưa? Thủ phạm sẽ trở lại hiện trường. Tôi khuyên anh nếu không muốn bị hiểu lầm là hung thủ thì tạm thời đừng đến nơi đây. Vì là giám đốc nên tôi mới nói đấy. Tôi có thể hỏi tên của người kế bên không? Đột nhiên YG lại hỏi tên thư ký của Park Tae Woo khiến cô ta thắc mắc. YG nói rằng tất cả những người xuất hiện gần vụ án mạng đều phải được kiểm tra bởi vì không ai biết người mất tích tiếp theo có phải là cô hay không. Kẻ sát nhân không viết tên lên chắn họ và nhiều khi, những người bề ngoài tỏ ra bình thường nhưng bên trong lại là một con ác quỷ. Sau đó Park Tae Woo đã tức giận bỏ lại nữ thư ký trên đường rồi phóng xe rời đi dù nữ thư ký đã được cứu nhưng điều đó lại khiến Park Tae-woo trở nên lo lắng quyết định diệt trừ tên cảnh sát cản đường mình. Lúc này cấp trên bước đến nói với EJ rằng theo trực giác nhiều năm của cảnh sát hình sự thì anh ta cho EJ không phải An Ji Hyeong. EJ tưởng rằng bản thân đã bị phát hiện thì không ngờ cấp trên đột nhiên ôm lấy anh một cách nồng nhiệt và cho rằng An Ji đã thay đổi để trở thành một cảnh sát có trách nhiệm. Ngày hôm sau, EJ giao nộp video giết người của Park Tae-woo với hy vọng đối phương sẽ bị vạch trần. EJ vừa bước ra đã nhìn thấy mẹ mình đang đi vào đồn cảnh sát. Theo lời nói của đồng nghiệp thì người phụ nữ này vừa đến trình báo vì đột nhiên có một túi tiền 5 tỷ đồng xuất hiện ở nhà. Giám sát, cảnh sát phát hiện ra người thanh niên gửi tiền cho bà ấy vào thời điểm đó đã bị ô tô tông chết nhưng mẹ anh cảm thấy không rõ nguồn gốc của số tiền nên đã giao lại cho cảnh sát để điều tra. Lúc này, khi nhìn thấy mẹ đi ngang qua, Iz không nhịn được mà gọi mẹ nhưng khi bà ấy quay lại Iz nói xin lỗi vì đã gọi nhầm. Lúc này Iz nhìn thấy dây giày của mẹ mình bị lỏng liền cúi người xuống buộc dây giày cho mẹ. Bây ấy cảm thấy rất ngại nhưng Iz vẫn buộc lại dây giày hộ bà và nhắc nhở bà nếu dây giày bị lỏng rất dễ ngã. Anh con khuyên mẹ mình không nên đi giày có dây nhưng mẹ nói đây là món quà lần đầu tiên con trai bà kiếm được tiền đã mua cho mình. Trong nháy mắt, những chuyện trong quá khứ hiện lên trong đầu YJ. Đẹp quá, cảm ơn con trai. Khi tôi đi đôi giày này, tôi cảm giác như con trai luôn bên cạnh tôi. Người mẹ cảm thấy khi đi đôi giày này như con trai mình vẫn đang ở bên cạnh mình. Lúc này trong lòng YG rất đau đớn nhưng anh chỉ có thể kìm nén nỗi buồn lặng lẽ đứng dậy nói với. Mẹ rằng con trai của bà ấy chắc chắn sẽ hy vọng bà có thể sống một cuộc sống khỏe mạnh hạnh phúc. Vân cảm ơn anh, nhưng EJ không hiểu tại sao mẹ mình lại không sử dụng số tiền đó cho mình nhưng bà ấy lại cảm thấy rằng số tiền đó là giống như là hình phạt ông trời giáng xuống. Là hình phạt vì không thể bảo vệ đứa con duy nhất của mình. Bà ấy luôn cảm giác đó là số tiền để mua lại mạng sống của con trai mình. Số tiền đó không thể nào có thể đổi lấy con trai tôi. Sau đó mẹ anh quay người bỏ đi, EJ lại lén lút theo bà ấy về nhà và mua một chiếc túi thức ăn cho mẹ. Nhưng ngay khi anh chuẩn bị rời đi thì có một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt anh mà, kẻ này không ai khác chính là kẻ đã đuổi theo anh lúc anh pan bồi đại ca xã hội đen cùng lúc đó. Park Tae-woo nhìn thấy bằng chứng về vụ lái xe giết người của mình trên bàn làm việc của cha mình. Sau đó khi biết mình bị cha theo dõi, hắn ta đã tức giận bỏ phóng xe trên đường sau đó gặp một tài xế đang lái xe ngẫu nhiên trên đường, đột nhiên cảm thấy muốn giết người và đâm chết tài xế. Tuy nhiên điều ai không ngờ tới chính là cục trưởng đã thông đồng với Park Tae-woo để ngăn chặn điều tra nhưng mà EJ. Cục trưởng nói rằng chức vụ chính thức của ông không đủ cao để ngăn chặn sự việc. Park Tae-woo vẫn bình tĩnh gọi điện cho tên sát thủ để hỏi xem hắn đã giải quyết được chưa nhưng điều hắn ta không ngờ rằng người trả lời điện thoại lại là EJ hóa ra lúc bị tên sát thủ tấn công đã bị Ig nắm chặt con dao lại và khống chế lại tên sát thủ đưa đến đồn cảnh sát lúc này park tu cũng bị sốc nhưng anh ta nhanh chóng dùng quyền lực của mình đến gặp cục trưởng park tu u hiếp Ig hy vọng anh sẽ ngừng gây rắc rối đổi lại hắn ta sẽ đưa ra một số tiền khổng lồ đảm bảo cho anh ta suốt đời không phải lo cơm ăn áo mặc không ngờ Ig lại coi tiền như rác rưởi và ngay lập tức xé bỏ thỏa thuận và nói với park tu rằng anh sẽ không bỏ qua vụ này vậy điều anh muốn là gì cậu đây là tất cả những gì tôi có cậu cũng cực tất cả những gì cậu có đi anh làm đến mức này thì anh được gì chứ? Sự thỏa mãn khi dạy một kẻ điên nghĩ mình là thần thánh rằng hắn ta chỉ là một kẻ điên khùng. Anh chỉ là một con chó hoang quên mất vị trí của mình đang chạy trên sân chơi của tôi thôi. Tôi sẽ chết phân lên cái sân chơi của cậu. Việc loại bỏ một con chó hoang như anh đối với tôi rất dễ dàng. Nếu anh cứ tiếp tục như thế này. Có điều gì tồi tệ hơn cái chết sao? Sau đó EJ lập tức rời khỏi văn phòng mà lúc này các đồng nghiệp của anh cũng nhận được một tin nhắn Điều khiến YJ càng thêm bất ngờ là Park Tae-woo đã công khai nhận tội nhưng giải thích rằng khi giết gã họa sĩ biến thái là để tự vệ và trên màn hình TV chỉ chiếu cảnh hai người cùng nhau bước vào xưởng vẽ như những cảnh hắn ta giết người và cắt xẻo xác chết phía đằng sau hoàn toàn không được phát sóng. Điều trớ trêu hơn là Park Tae-woo đã tự biến mình thành hiện thân của công lý. Anh ta nói rằng ngay cả có quay lại anh vẫn sẽ làm điều đó. Mà Park Tae-woo cũng đồng thời cũng đã hối lộ một khoản lớn bên phía truyền thông cùng cảnh sát và đã thành công đảo ngược hướng dư luận. Sau đó buộc tất cả các phương tiện truyền thông đưa tin về anh ta như một hình ảnh anh hùng, nếu không tất cả các quảng cáo sẽ bị rút lại. Lúc này, IG hoàn toàn không ngờ Park Tae-woo lại có thể hèn hạ như vậy. Một câu chuyện khá ngầu đó nhưng mà tôi mới là người quyết định hát gì cái kết. Cái kết ngầu hơn vẫn đang đợi anh đó, bởi vì tôi sẽ trả lại tất cả những gì tôi nhận. Sau đó khi IG đi lấy xe thì bị một nhóm người mặc đồ đen bắt mà lúc này. Park Tae-woo đang ở trên máy bay riêng thì nhận được cuộc gọi từ cấp dưới hỏi hắn ta nên xử lý IG như thế nào. Khúc này tôi thắc mắc là đi máy bay có thể dùng điện thoại sao? Park Tae-woo đã yêu cầu người của mình giữ cho IG sống đến khi họ tìm thấy đoạn video ẩn và hắn ta muốn tra tấn IG bằng chính đôi tay của mình. Nhưng ngay khi anh ta cúp máy thì trong cabin chợt truyền ra một âm thanh. Những trên tivi bắt đầu hiện lên tên những người mà anh đã giết và phát ra những đoạn video vạch trần tin anh tự tay giết chết anh trai mình, đồng thời trả 3 tỷ tiền thưởng để khiến một vận động viên cực đoan mất mạng. Máy bay này sẽ nổ sau 30 giây nữa, giống như khi Park Jin Tae chết. Sao? Khi Park TU đến buồng lái thì phát hiện bên trong không có phi công, lúc này đôi cánh máy bay đã bắt đầu bốc cháy, Park TU vào giây phút cuối cùng đã tìm thấy chiếc dù. Máy bay nổ tung dữ dội. Giây tiếp theo, Park Đài lo đã hạ cánh an toàn nhưng anh không ngờ rằng có một chiếc ô tô phóng nhanh phía sau mình và người lái xe chính là ig hóa ra mọi chuyện đều nằm trong kiểm soát của ig ngay từ lúc đầu anh đã sử dụng những tài năng và kỹ năng mà minh có được thông qua những kiếp khác nhau sau đó anh đã lên kế hoạch trừng phạt park tu theo cách riêng của mình khi còn ở dưới quyền ông chủ thế giới ngầm anh ta biết được rằng ổ cứng dữ liệu này đã ghi lại những hành động bẩn thỉu của tất cả các quý tộc ig biết rằng những dữ liệu này là con át chủ bài của mình vào thời điểm quan trọng sau đó ig bí mật thay thuốc của park tu bằng thuốc ngủ thông qua trí nhớ của park jin rồi lại nhờ đồng nghiệp dùng súng đe dọa đàn em park tu để báo cáo sai Tiếp đó là sử dụng ký ức của Lee Joo-hun để cài bom trên máy bay và để máy bay cánh thuận lợi. Sau đó tiết lại dùng ký ức của những vận động viên mạo hiểm tung ra đoạn video đã chuẩn bị trước trong cabin rồi trốn thoát khỏi máy bay bằng dù. Theo đoạn video, giám đốc Park Tae-woo đã ủy thác giết hại em trai Park Jin-tae, một đoạn video quay cảnh ta thú nhận giết người cũng đã được đăng tải. Nhưng dù có giết vài người sau đó, tôi cũng không thể cảm nhận lại cảm giác như lúc đó, mà phía bên kia IG đang sử dụng ký ức lái xe của tù nhân đâm về phía Park tae cuối cùng đã sử IG đã dùng cách Park tae giết jeon u để bóp mũi hắn anh muốn trả lại cho hắn ta những gì hắn ta đã gây ra cho mình nhưng khi Park Tae-woo hấp hối thì thần chết lại xuất hiện. Tuy nhiên yi đang rất tức giận và muốn bóp cổ hắn ta cho đến chết. Ngay khi thần chết dần dần đến gần thì chiếc bút máy của yi rơi ra khỏi túi, anh nhìn cây bút nhớ lúc đó Jisoo nói với anh rằng cô rất hy vọng câu chuyện này có cái kết đẹp. Lúc này, yi cuối cùng đã rút bàn tay đang bóp cổ Park Tae-woo lại. Nhưng ngay khi yi chuẩn bị rời đi, Park Tae-woo lại cầm dao lao tới phía yi thế nhưng không ngờ, chiếc dù đã kéo Park tae ra sau và đụng vào chiếc xe đang chạy đến. Sau đó, Park TU không chỉ bị cắt cụt chân mà còn bị hủy hoại danh tiếng, cuối cùng Park TU trải qua quãng đời còn lại trong tình trạng thực vật. Sau đó Ig đến gặp trợ lý của Park TU, người đã đi tù giúp hắn ta. TU đã đâm chết người. Tên trợ lý thấy thẻ sử dụng như thế được cọng rơm cứu mạng mình nên đã cầu xin Ig giúp gã thoát khỏi tội ác. Không ngờ, Ig lại bất ngờ cắn thẻ thành từng mảnh khiến tên luật sư hoảng loạn. Anh đang làm gì vậy? Với tôi cái này quan trọng lắm, cuộc sống của mình quan trọng thế còn của người khác thì cậu lại dễ dàng cướp mất như thế. Tại sao ngay từ đầu lại coi thường mạng sống con người? anh cảnh sát sao anh có thể làm thế phải tuân thủ luật pháp chứ lôi pháp luật vào có thể khiến cậu phải chết đấy gì cơ cậu đã nói với tôi mà lôi pháp luật vào có thể khiến cậu phải chết đấy lúc này tên trợ lý không nói nên lời mà sau đó YJ vẫn sử dụng thân phận cảnh sát của anji hyeong để tiếp tục phục vụ cho người dân anh cũng dần dần thích nghi với cuộc sống của một cảnh sát hình sự anh và đồng nghiệp bị thương nặng trong cuộc chiến với bọn xã hội đen ai muốn chết trước chú cũng đừng bị thương nhé cháu mong là bố sẽ không còn đau con về rồi sao mình có thể không cứu được Jisoo nhưng lần này thì không, mình sẽ không để điều đó xảy ra. IJ lần này muốn làm cho cái chết của mình trở nên xứng đáng nên anh lao về phía tên xã hội đen bất chấp sự an toàn của bản thân. Hai bên rằng co nhưng trong tay tên tội phạm vẫn cầm súng nên đã bắn vào người IJ. Tụi bay đừng có bắn tao nữa được không? Ngay sau đó IJ đã đẩy tên tội phạm xuống tầng thượng và cả hai cùng chết. Lúc này, Ije đã trở lại nơi của thần chết. Anh nghĩ rằng hành động hy sinh mạng sống của mình để cứu người khác là rất vinh dự nhưng không ngờ vẫn bị thần chết cười nhạo sau đó bắn anh lần nữa. Lần này hắn trở thành kẻ ăn xin. Lúc này Iz mới hiểu ra là thần chết đang cười anh bởi vì kiếp này sẽ trở thành một kẻ ăn mày lang thang hôi hám. Cũng là anh ở kiếp trước chết khi đang làm nhiệm vụ. Người qua đường cho rằng một người như vậy hẳn là phải sống lâu. Điều này cũng khiến Iz cảm thấy nhẹ nhõm. Sau đó anh đến dự đám tang và thấy có một vòng hoa do ngôi sao Song Ji Seop gửi đến trước cửa. Diễn viên Song Ji Seop, chà, mình là fan cứng của anh ấy. Lúc này, gai đình được anh cứu cũng đến nhà tang lễ, cô bé vừa khóc vừa bày tỏ lòng biết ơn, người đàn ông nhìn về phía trước, cảnh tượng này cũng có nhiều cảm xúc lẫn lộn, vô dĩ anh ta muốn chào cô bé, nhưng thấy cô bé sợ hãi bỏ chạy nên thôi. Lúc Izzy chuẩn bị rời đi, anh vô tình nhìn thấy đồng nghiệp của mình đang khóc một mình ở cầu thang nên bước tới an ủi anh và nói rằng mọi chuyện không phải lỗi của cậu ấy và khiến cậu ta không cần phải tự trách mình. Tôi chắc rằng cảnh sát an sẽ không nghĩ như vậy. Ông là ai? Ông là ai mà dám nói những điều đó? Sao cơ? Tôi hỏi ông là ai? Lúc này Ig cũng bối rối. Ig suy nghĩ rốt cuộc anh ta là ai, tại sao phải trải qua nhiều cuộc chia ly sinh tử như vậy. Tôi, tôi không biết, tôi là ai. Lúc này, tinh thể ký ức một lần nữa bay đến nhưng Ig không muốn có ký ức của bất kỳ ai nữa, nên anh đã chạy trốn nhưng không ngờ lại bị ngã xuống cầu thang. Đến khi tỉnh lại Ig đã ở chỗ thần chết. Thần chết một lần nữa cười nhạo sự ngu ngốc của Ig rồi lại bắn anh. Cuộc đời lần thứ 11 của anh là một nhân viên văn phòng bình thường có một công việc và một gia đình hạnh phúc. Đây chính xác là cuộc sống bình thường mà Ig suốt đời đã mơ ước nhưng anh không ngờ rằng sau khi làm việc chăm chỉ cho công ty hơn 10 năm, người đàn ông này lại bị ông chủ tàn nhẫn đuổi việc và vợ anh cũng ly hôn với anh ta. Anh ta hoàn toàn trống rỗng, bắt đầu khao khát muốn rời khỏi thế giới này càng sớm càng tốt. Cảm giác tuyệt vọng này cũng giống với EJ lúc chuẩn bị nhảy lầu tự tử. Luca này người đàn ông điên cuồng lao ra đường và sau đó bị một chiếc ô tô chạy quá tốc độ tông chết. Đây chính là tai nạn xe hơi mà EJ đã chứng kiến khi đi phỏng vấn. Cùng lúc đó, Park TU và thần chết xuất hiện trước mặt anh. Cứu tôi, xin hãy cứu tôi. Anh ta nhìn tao như thể thần thánh anh ta nhìn tao với ánh mắt khẩn khoản cầu xin tới tận bây giờ tao vẫn không quên được khoái cảm đó ij lại tiếp tục đến chỗ thần chết không phải đó là thứ anh muốn sao cơ hội để thay đổi tất cả sao cô biết được bởi vì tất cả những người bị tôi trừng phạt đều như vậy dù có đưa tận tay cơ hội thì con người cũng sẽ vứt bỏ nó không phải anh đã nói là có thể thắng tôi trong chính trò chơi mà tôi tạo ra sao giờ chỉ còn một mạng cuối thế nhưng ngay cả khi chỉ còn một cơ hội cuối cùng để tái sinh ij vẫn không muốn tiếp tục anh ấy cảm thấy rằng cái chết chỉ là một phương pháp để kết thúc cuộc đời đau đớn của mình, nếu như bản thân nhất định phải xuống địa ngục vậy thì nên chết càng nhanh. Izey nghĩ tiếp theo, bất kể tái sinh vào thân thể nào anh cũng sẽ nhanh chóng kết thúc mạng sống nhưng thần chết lại cười lạnh lùng. Tuy nhiên, điều mà Izey không ngờ tới là anh sẽ sống lại trong cơ thể của mẹ mình trong lần tái sinh cuối cùng. Mẹ, lúc này, tinh thể ký ức sẽ xuất hiện trở lại. Izey luôn cho rằng anh biết rất rõ về mẹ mình, nhưng bây giờ anh mới biết rằng mình không hiểu mẹ chút nào. Mẹ anh khi trẻ là một cô gái đầy mộng mơ cho đến khi trở thành một người vợ, người mẹ Lúc đó bà ấy tưởng rằng một gia đình ba người có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, nhưng chồng bà lại không may mắn qua đời khi con trai mới 7 tuổi và bà ấy phải một mình nuôi con trai. Mẹ Ije đã bắt đầu làm nhiều công việc, bận rộn đến mức không để ý đến việc con trai mình bị bệnh. "Mẹ xin lỗi, Ije. Mẹ ước gì mình là người bị bệnh." Tim mẹ đau như xé thành từng mảnh vì mẹ không thể ốm thay tôi. "Trưởng phòng, làm sao anh có thể sa thải tôi chỉ sau một đêm?" "Công ty đang khó khăn, tôi biết phải làm sao." Dù mẹ anh sống rất vất vả nhưng bà vẫn không muốn bỏ con một mình. Động lực và hy vọng sống duy nhất của bà là nuôi dạy con trai thật tốt. Cô đã từng vô số lần nghĩ đến chuyện lên thiên đường cùng chồng nhưng vẫn chọn cách im lặng tiến về phía trước vì con trai. Izey hoàn toàn không biết về tất cả những điều này và anh luôn đổ lỗi cho tất cả những điều không vừa ý là sự bất công của Chúa. Ngày hôm đó, mẹ anh gọi điện cho đứa con trai đang nhảy lầu của mình nhưng cuộc gọi không thể kết nối được. Ngay sau đó, bà ấy nhận được cuộc gọi từ cảnh sát. Sau khi thấy thi thể con trai khiến bà ấy cảm thấy sụp đổ và luôn cho rằng mình đã bị giết con trai mình vì gia đình nghèo khó đã không cho con trai bà một cuộc sống tốt hơn sau khi đọc ký ức của mẹ khiến iz đau dớn như sụp đổ anh nhìn thấy mẹ đứng trước hủ cho cốt mình lau dọn trong đau đớn tuyệt vọng anh thấy mẹ mình nói ra những tâm sự chất chứa trong lòng những nỗi đau dần xé ruột gan mẹ mình khiến iz cảm thấy tươi như có từng vết dao cứa vào tìm nhưng anh lại chẳng thể làm gì ngày hôm nay iz một mình leo núi đây là tâm nguyện chưa thành của mẹ anh khi iz leo lên trên đỉnh núi thì mặt trời đã sắp lặn nhưng khi đang xuống núi anh ấy vô tình bị ngã khi tỉnh dậy anh ấy thấy mình đã đến bệnh viện iz nghĩ đến cảnh tượng đêm qua kiếp này iz đã nỗ lực sống tiếp 32 năm anh vốn nhút nhát suốt đời sống trong sợ hãi, anh sợ cả thế giới không hiểu mình, sợ tụt lại phía sau người khác. Anh sợ bị từ chối, thậm chí còn vội vã kết thúc cuộc đời, nhưng mãi đến sau khi chết anh mới thực sự hiểu được. Cuộc sống thực ra là cơ hội, nỗi đau vốn chiếm trọn cả cuộc đời thực ra chỉ là một phần tầm thường của cuộc đời. Izzy cuối cùng đã hiểu được ý nghĩa của cuộc sống sau khi anh được tái sinh trong cơ thể của mẹ mình. Sau khi mẹ anh qua đời, Izzy đã nhìn thấy thần chết một lần nữa. Chỉ là lần này đã tròn 32 năm đã trôi qua, nhưng thần chết lại không có khái niệm về thời gian. Trong mắt cô không có sự khác biệt giữa 32 năm và 3 phút không ngờ vào lúc này ije lại hy vọng thần chết sẽ bắn anh lần nữa nhưng thần chết nói rằng đạn đã dùng hết ije đã cầu xin thần chết cho anh một cơ hội được tái sinh anh muốn sống lại một cách nghiêm túc nhưng ije không ngờ thần chết sẽ nói với anh rằng lần này anh đã thắng ije thành công sống sót dựa theo sắp đặt quy tắc và dành đủ thời gian hiện tại ije đang đối mặt với thần chết hình phạt đã xong hiện tại chỉ có thể cam chịu số mệnh trước lúc đó tôi sẽ cho anh một viên đạn nếu phát súng này nổ có nghĩa là anh đã có thêm một cơ hội như ý muốn nếu không thì sao vậy thì để chúa giải quyết Izzy đã chọn chấp nhận lời đề nghị của thần chết và tự bắn mình mà không do dự. Lúc này, Izzy đã được tái sinh và quay trở lại khoảnh khắc anh ấy nhảy từ tòa nhà. Trò chơi tử thần đến đây là kết thúc. Mình là PTN Mephin Review. Hẹn gặp lại bạn trong bộ phim tiếp theo.